Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào, ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo quen thuộc đây. Đấy, ngày hôm nay bọn mình lại đến với Lucky Block Headquarters bạn ơi. Thì thôi, chắc là chọn đảo luôn nha. Kim cương đi cho nó may mắn các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đấy. Trời ơi, thấy đây là đã đoán rằng là chúng ta sẽ tham gia thử thách gì rồi. Bảo vệ dương bằng Lucky Block siêu đen đủi có tên là Inca bạn. Đấy, nếu bạn nào chưa biết thì Lucky Block này nó kiểu như là những cái món đồ VIP của một tộc người Inca này. Đấy, đại khái một tộc người Inca đó. Đơn giản đất nước rồi. À cái này là tộc người mặt trời đúng không ạ? À đúng rồi đây. Trời mặt trời. Mặt trời sức mạnh của mặt trời đấy. Ui trời. Hay quá mặt trời thôi tha em đi. Tha em đi. Ui tiên tinh kìa. Ờ mày quá mày quá. Anh đừng đánh em. Anh đừng đánh em mà. Ôi kim cương kìa. Kim cương. Ôi ai cũng được kim cương à. Cái này là em đập nhá. Cảm ơn Khang nhá. Tí nữa dành tặng cho Khang. Ờ đúng rồi. Rồi cho tiếp 1 liền. Ui trời ơi, thả chứ rồi ok hờn bạn. Được 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 kim cương này chúng ta thế nào bây giờ mang may mắn đi. Thử mang may mắn xem nó có khác biệt không hay là nó vẫn như thế thì được. Nào. Khác. Ô. Ô. Đi luôn. Xịn thế nhỉ? Cũng được. Ok đi luôn. Được, đổi lấy. Ô. Ô, không có gì đâu các bạn. Luôn mấy quân bà lấy rồi. Siêu quá rồi cái này cho mình đề kháng. Rồi hết may mắn rồi. Ok. Ui có cái. Tính ra này mình ôi giời ơi. Ôi. Mày định nổ ai đây hả? Mày định nổ ai đây? Rồi anh định cả. Mình bắt đầu mình beat trả lại đó bạn ơi. Ôi, à. Trả được khí khô thì cả. Không thực ra là TNT giờ này không nổ được mình đâu. Cái này là cái khiên mặt trời các bạn nha. Ôi. Khiên của nền văn minh nhân loại. Ô, ủa con kia đi đâu luôn rồi? Chết luôn à? Trời ơi. Rồi ok chúng ta lại được cái giếng. Beacon đấy cái gì nhỉ? Beacon à đúng rồi ạ. Thử xem nổ chết không ta? Không chết được các bạn ơi. Mình có cái khiên bảo vật đây là đẳng cấp khác ngay các bạn. Con này tuổi gì? Con này tuổi gì các bạn? Ui, 30.000 đam thôi nhưng mà đánh không, không chết được các bạn. Lời nhờ. Tầm này con này đánh mình cũng làm sao đâu các bạn. Ui, tầm này bất tử luôn rồi. Nhận. Ôi. Giỏi hay quá. Ôi, chết queo luôn. Ui, anh ơi đi kìa. À, đúng chứ. Ok, ai cho Nether Star kìa, Nether Star để ép được không? Mình cho đấy. Oh, được ha. Được luôn đấy, Nether Star có thể ép được luôn đấy. Ok. Rồi, xong mất luôn rồi. Thả, cái Nether Star xịn thế mà không biết dùng. Được đâu. Được. Ấy lại được Nether Star kìa. Trời ơi. Rồi, hay. Ok các bạn ơi. Đây này, ép bạc may mắn luôn các bạn ơi. Không được cơ. Ồ, cái gì đây? Ồ, bây giờ là 10 điểm. Ok các bạn. Được rồi. Nghĩ chơi. Tính ra mắc may mắn đối với mình cũng hên phết đấy các bạn. À. Mày đánh mình rồi. Luôn. Bực mẹ. Sao mày mày không đánh chết được tao đâu. Trời ơi mày chỉ đánh đẩy lui được thôi. Ở lại là nó à? Tộc gì ấy? Ta luôn chứ. Lại là nó à? Anh gọi là mặc nguyên đồ mặt trời ghê lắm ấy. Dân tắm mà. Đi luôn. Ôi chúng ta có một đống blazer cho mình đồ này. Ui giời xịn quá. Tầm này mặc hết đồ bạn này. Rồi ok bạn. Anh ơi đừng đấm em nữa. Anh cứ thích đấm đây thì làm gì được em. Ăn được anh. Làm gì được anh hả em. Kim cương ai. Trời ơi. Đấm nhẹ thôi. Thỏ giết người. Ôi ôi. À cái này đào đào được lúc kim đất này các bạn. Trời ơi. Ô kim cương tiếp kìa. Em cho đấy nhá. Lại khăn cho à. Ôi giời ơi. Em cho bạn cho gì? Ai cũng kêu cho à? Ôi giời ơi, thôi vừa nhá. Đập ra nhá. Mình hy sinh một block kim cương để mình đi đào thêm được 4 block nữa. Tội gì không các bạn? À đây có rìu mà. Quên mất có rìu mà. Đây là rìu chiến mà có thể. Inca cứ quay thế này thì đánh kiểu gì? Ui ôi. Cho anh ấy tầm tầm bổ lên thì nữa. Cái này ai cho nè? Cái này ai cho nè? Cho đấy. Cho nha. Cho gì đây? Cho Nether Star. Ôi giời ơi, xịn đấy. Ui. Ai tiếp tiếp được? Gái luôn. Được đấy, không cần. Lại ngon. Không cần. Chúng ta giờ chúng ta đang mạnh các bạn.
thả không cho này còn hơn. Lắng lắng cho bầu. Dòng là được 1000 may mắn này. Thôi thôi, ông quét một điều này. Quét rồi, bốc em có dữ liệu luôn. Chỉ có 100% may mắn nên có 1000 may mắn à? À, thế nha, mình sẽ đào cái này đi. À, cái này là trừ 80 này, tính ra này nó vẫn là giảm được. Ờ không, nhưng mà tính ra mình vẫn phải mất ấy mà. Ờ mình vẫn phải mất 2 block kim cương thì mới có thể mắc may mắn được mà ta. Trời ơi, rồi. Không ui. Vừa có cái săn coi vẫn biến rồi. Còn mặt nạ của thần mặt trời à. Úi dồi ôi. Ok bạn ơi, không sao, chúng ta cứ đi đây. Úi dồi ôi, một quần lửa bạn ơi. Ok, người lửa luôn. Này chúng ta tiếp tục này. Ngon ngay bạn, ngon chết. Ui, một bàn chế tạo Inca Crafting Table. Ờ cái này chắc là chế tạo như bình thường á, xem nó có rẻ hơn không. À ví dụ chế tạo cái cúp mà cần được một viên kim cương thôi. Ok, không phải. Không phải như chúng ta nghĩ. Xem nào. Ờ đây, có hai Nether Star này, chúng ta vẫn được thêm một cái mắc may mắn nữa. Đấy. Ui. Cho tiếp đi. Lại được thêm một cái mảnh gì đây? Cái này giống như kiểu là một cái mảnh bảo vật chứ các bạn. Thôi, ok, chúng ta lại quay về cái thời kỳ gọi là đập mắc đèn đuổi thôi. Được, nói chung là tí nữa mà mình cứ có thêm mấy cái diện 22 mạng kìa. Ui. Cái này hack mạng à? Trời ơi. Không phải đâu. À, không hay à? 4 anh 2 à. Anh xung quanh. Ôi giời ơi. Ui. Nói đập một lúc được. Ui giời ba. Được một lúc được 3 anh rơi ra spawn ra này. Ui giời 4 anh này. Ui giời ơi. Ui được 5000 kim cương em đập nữa đấy, em đập nữa. Lại thằng đập vào. Anh mà ơ. Ờ em với Văn ngủm điêu. Chưa kịp nói. Thế này đập tỷ lại. Ù lại cái này các bạn ơi. Khang thất cứ đập đi. Dạ. Đúng rồi, quay mất. Ai cũng được, ai cũng được. Ồ, thật đúng rồi, cái này đập ui một kiếm lửa. Ok bạn, kiếm này chỉ có làm cháy thôi. Còn thua lắm các bạn. Thôi không sao, mình một đôi giày. Đôi giày gì đây? Ồ đôi giày cho mình speed strength các bạn. Được quá nhở. Được bạn, đôi giày bằng đồng. Ù cái giếng cho cho sắt đây. Cho sắt đây. Tao đỏ. Ok cho tao đỏ. Ui giời ơi, con creeper. Nhìn này. Nhìn cái con này ghê dã man mà. Nhìn này. Ôi. Để đập may mắn mình sẽ không chết nữa. Đập may mắn ra cái. Về đây cả. Ok. Bởi vì Vanh không đập lucky block nữa thì không chết đúng không? Bạn chắc không chết nữa. Ui, con này. Dí mệt này, mệt nhìn nhiều đồ quá. Thôi đừng dí. Ok bạn ơi, thôi tôi đập cái lucky block này đi. Ui con gà này mạnh thế nhở. Cái 30.000 sức tấn công mà đấy nó không có xi nhê luôn các bạn. Có kiếm gì 30.000 rồi. À không có gì đâu. Ý là núp bảo là núp. Ui giời đấy. Đấy núp qua đập được. Núp đập được Nether Star đấy. Trời quá đá luôn. À ok bạn. Ê nhắm được kim cương kia kìa. Ôi giời. Mọi người ơi, anh biết rồi, đừng nên đánh cái anh mà đứng cạnh mình. Làm sao? Tự động mất đồ đấy. Ui. Có anh gì mà tự động mất đồ? Anh đấy gai cái không mất đồ đấy. Anh đó tên gì? Anh đi tên gì? Đúng biết đâu. Anh mà cầm cái cuốc ấy. Ồ, anh cầm cái gì quá? Bị gì đâu ơi, có bị gì đâu. Ờ, ha, lúc đấy có bị gì đâu. Ờ, lúc đấy có bị gì đâu. Thành niên này. Ai bị mất đấy. Ôi, thành niên nghiệp. Ủa ơi, super in. Oh my god. Rồi. Nguyên chết này. Không phải đâu. Ôi, mày quá sửa còn nguyên, không phải đâu. Cái con creeper của núp bong nguyên tử nổ cái bùm một cái đấy. Ủa ơi, mày quá không sao. Ờ, không sao. Ủa, con gái. Đã bình thường hóa trở lại bạn. Ồ, một kiếm này. Này. Không cho nên giờ. Ok, bạn ơi. Đúng rồi, ép đi mọi người. Đợi nha, thử xem. Ép con khỉ lửa. Được cái gì, đúng rồi. Không quỷ lửa. Ui, được kim cương này. Em đập đây, em đập cái kim cương kìa. Cái này khá là xịn đúng không ạ? Em đập. Ui, lại kim cương tiếp này. Ui, sướng đấy nhở. Mình nhìn hên thật. Nãy giờ mình đập được. Ui, cái gì đây? Minor Tree. Ui, cái này. Chúng ta sẽ đổi được cái săn coi này, coi mặt trời này, Inca Sling này, Inca Sling. Ui, mấy cái này không biết để làm gì nhưng mà chắc là đều đổi xịn quá. Rồi, chúng ta cứ đập mắc này mà nè. Chúng ta lại được thêm này. Ấn quanh đường dây lửa rồi. Dây lửa, dây lửa chạy ra lửa đấy. Không có thấy ra lửa. Ui, núp lồng mua lửa không ăn thua, mua lửa này không ăn thua bạn. Có bia Inca đây rồi. Không ăn thua. Ui. Ồ, núp cũng có Inca Cola các bạn ơi. Cola. À. Trời ơi, cái này giống chai rồi. giống chai dầu hơn các bạn ạ. Chạy ra lửa thật đúng không ạ? Tất nhiên rồi, trời ơi. Ồ, một cái Nether Star. Nhưng mà mất hết đồ. Hay quá rồi. Thì mất hết đồ. Ồ, đây ai một cái săn coi này, săn coi có thể đổi với bác này này. Nha, chúng ta đổi săn coi. Ồ, kim cương vậy. Rồi, săn coi. Ui, lại thêm một cái Nether Star để em mắc may mắn kìa. Nhà có kim cương mà không có cúp hay quá, 10 điểm. Ồ, chúng ta. Oh my god. Làm gì có đâu uống.
đây rồi. Bảo vật thần công đây rồi. Núp quay là Vanh chơi đây. Chào Vanh nhá. Ai à, ai à, ai à. Anh gì ơi, đánh hộ đi. Ai à, anh gì ơi này. Vỡ đồ luôn. Anh gì ơi này, anh gì ơi này. Không chết thì cứ ở dưới đấy. Ông uống bia mạnh lắm. Không chết thì cứ ở dưới đấy. Đây siêu đẩy lùi đây. Như nào đây, Dê Văn Đồ à. Ui, trời ơi, anh kia đánh cái cài nhám luôn. Đây như này mình đánh búng tay cái thì đi luôn à, yếu thế. Trời ơi, đồ luôn. À, chứ đâu, sao nào sao cái. Ui, á đi, Kha có bờ đồ bờ sốt. Em hỏi về mà anh, em hỏi về mà anh. Ui, trời ơi. Thế nhiên hình như có cái gậy gì. À, gậy sấm sét à. À, bắn sấm sét đây, bắn đây. Ôi, đau quá. Đau quá. Ui, trời ơi. Đừng thế nào bạn ơi. Diêu chiến đây. Ôi giời ơi, đấy mình còn chưa ăn ít cả Apple. Anh chấp 10 núp luôn. À từ à thôi, đấy hai anh em kia tự đi đập lúc kìa. À thế nhưng chắc là đi ra đây đào sắt à. À, cái gì đây? Có gì đây? Có đây. À, hình như cũng có kiếm giống mình thì phải các bạn. À, không kiếm được. Kim cương này. Dạ. Đâu. À, Vanh vẫn đang Vanh vẫn đang bị mấy con này nó đuổi các bạn. Vẫn bị mấy con này đuổi mà gái à? À, gái à, gái đấy. Nhưng mà đi. Lúc không đánh chết được Vanh. Ờ cả lúc không cần đánh chết, lúc cần đánh xuống rơi xuống vực cái Vanh làm gì thì Vanh làm đấy. Hả? Đừng bắn em nữa. Làm gì? À. Ờ thế này không chết được bạn là không sao. Đấy, bên solo ra đây đánh đẩy lùi thôi. Ui ôi. Đấy là luôn cổ vực các bạn. Ui thanh như là đánh còn bị ngạn nước này. Ngạn nước à? Ui thế đây là thanh kiếm nước à? Đây là thanh kiếm tên là Mana Kocha. Ui đọc Kocha. À, đây là Squid. Ờ đúng rồi, đây là Squid of the Water God này. Ui cái này chắc là của thần thần nước đi. Ok bà rồi. Ồ lại được không? Được 5. Được thêm 5 block kim cương lúc nào đây? Trời không để ý các bạn thấy về đập. Dài lửa. Ồ được thịt các bạn luôn. Thế à, các bạn. Ôi thanh niên núp đấm một cái cũng vỡ à. À thế à, không mặc cho đẹp. Nó có cách chị. À cách chị à, thích thích chị không? Ui, 15 block. Không có một khẩu súng các bạn ơi. Ui, legendary point. Shotgun. Săn quấn em. À, súng này bắn không biết có gây lag không ta, nhưng mà tôi thấy không lag. Không 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 lag các bạn. Ui, có quả súng đẳng cấp đấy các bạn. Ui giời. À, qua bên này bắn cho Vanh biết thế nào là chuyển tiền đô cho núp đi để mua súng à. À Vanh đang làm gì đây? Đang mắc may mắn thôi, đi ra đi. Mặc may mắn này. Thôi đi ra đi. Mặc may mắn. Ok, mắc rồi. Thôi về đi à Vanh đập ạ. Reno qua nhà chơi kìa. Để Reno. À, đây rồi. À, đáp bòi. À, ôi, đáp hụt rồi. Đáp hụt rồi. Em có phiền nhau rồi. Đáp hụt rồi. Ủa, hai nhiên lùa nhau ghê thật. À, có đẩy lùi, có đẩy lùi các bạn. Đẩy lùi này. À, đâu rồi. Đâu, thanh niên có cái gì? Có cái gì hả? Thanh niên khác đâu rồi. Trời ơi. Phi đao, phi đao. Tiểu Lý Phi đao ạ. Tiểu Lý Phi đao à. Tiểu Lý Phi đao này. Đi bắn gì ơi. Súng đây, shotgun đây, súng của gọi là thợ săn đây. Ui giời ơi. Này nào. Ủa, vừa lại, thôi, đấy nha, mình sẽ qua bên này đào emerald đã. Cái gì đâu à được. Ồ, cái này không biết bắn nó có gây nổ được cái này không ta. Ồ, được các bạn ạ, cái này phải bắn trúng người. Ồ, mày có em cười không? Thế nha, tôi sẽ đào ạ, ăn cái này vào đây cho có vội vàng. Được. Có vội vàng level 5. Đấy, ui, tập này đào siêu nhanh luôn bạn. Thực ra thì tốc độ đào này nhanh đến mấy thì cái cúp của mình nó cũng không đào được hơn. Làm sao mà có fly được, kiếm fly hơi bị khó đấy. Kiếm fly chỉ có cách duy nhất lúc thấy là có cái bảo vật thôi. Mà mình lại có bảo vật các bạn. Đâu nhỉ, cái bảo vật là cái nào không ta? Ơ, cái nào, mình quên mất rồi, thôi cãi đi. Ờ, không quan tâm lắm. Ờ, hay là nó mất rồi nhở? Ờ, đây này. Mất là mất thế nào, bạn nhìn vàng chóe kia mà. Ờ, ok bạn, mình được 20 mấy block emerald là đủ rồi. Đập thêm được chắc là hơn 10 cái lucky block nữa. À, đằng nào trong dương mình đang dư nè. Rồi ok, kinh nghiệm này. Cái gì? Em hỏi thằng Nino như sao qua được vậy? Bỏ đây bạn, bỏ vô đây. Ném mày được bì à? Ok bạn, cái này chỉ được tạ 60 rồi bạn ơi. Cái này không được 100% như kiểu hai block kim cương được. Mà không sao, méo mó có hơn không. Ôi bạn, méo mó là có nhưng không. Ôi thằng Nino có đồ gai à? Ồ mày, gắt cái gì đây? Ui, hình như là block Inca, bạn là block mặt trời. Ui, cứng thế. Bình tĩnh rồi, từ đã, khoan chưa đánh nhau rồi. Để nhặt xem block gì đã. Inca block, Inca sinh. Rồi, bây giờ đánh nhau. Nó có gì mà nhanh lắm. Này, súng, có súng đây.
Người ta có súng đây. Lao cái người ta. Ui, ok bạn ơi. Ui, có quần thêm quần kháng khẩn ốc bách này đầy. Đi này. Lao, làm sao? Ê, ôi trời ơi. Cái gì đây? Ôi trời. Ê à. Ôi, anh bắt rồi. Ơ, tự nhiên đánh mất hết rồi. Ok không? Rồi luôn. Em muốn hình ảnh bạn này mất đồ rồi. Rồi, xong rồi, hay quá các bạn ơi. Biết rồi. À, luôn chứ. Ui. Thôi, chúng ta tự sát làm lại cuộc đời đó các bạn ơi. Tôi thấy nó bay mong mong lên là gọi là đi bụi ở đây. Hay quá thả. Ui, thì vanh đập được cái gì ghê thật các bạn. Rồi, không mất đến đâu. Đây có quả giáp hay gì. Rồi, không các bạn ơi. Ok à? Không, không phải giáp đâu. Vanh nghĩ là anh này còn không đổi được đâu. Thế nào? Ui giời. Chết giá rồi. Anh ngúng rồi. Rồi, xong rồi. Bây giờ làm nào để chúng ta ấy đây. Ui. Nhà ai còn Lucky Block không cho nút qua mượn kéo ấy. Đây thoải mái. Ok đây. Bạn là mình TP qua chỗ thanh niên Zeno rồi nha. Nhưng mà anh cầm cái kiếm kia vẫn bị cái anh này đánh chết nha. Ok bạn. À đây à đây. Thôi thôi đây nút được một số tay dương rồi. À tôi mất hết rồi các bạn. À chứ ui thanh niên Vanh có cái gì ghê thật. Anh biết tại sao với Vanh mất đồ rồi. Anh cầm kiếm đấy Vanh đánh anh kia. Ok sao cầm kiếm cái đánh anh kia liên quan. Rõ ràng thanh niên đi đánh người khác mà. Ủa anh. Ủa kim cương block kim cương đấy à? Ui quá ngon các bạn. Ok bạn. Ui. Rồi xem nào. Ồ lại em là thằng kim cương. Ôi được nó này. Anh cho cái nên muốn Nether Star. Ok. Ok và anh cho con khỉ đứng bốc phét ở đây. Đối thủ này ta sẽ phải trả. Ui giời. Cái này đúng không ạ? Ui là thêm một cái quần này. Ôi đây rồi. Bạn là bây giờ mình kiếm được cái vũ khí đó bạn là đủ vừa lấy là mình có fly mình lợi hơn tí thôi. Ở đây rồi. Ui thanh kiếm Blood Drain. Ok bạn. Thanh kiếm này không ăn thua lắm. Thanh kiếm này có vẻ lởm á. Ôi 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 đập được 5 viên kim cương. Em đập kim cương nha. Em đường mới đập ra nha. Thôi rồi thôi đừng có điều. Ok bạn. Ok thật em đường mới đập ra cho luôn. Không, chứ. Vành đập ra đây. Vành lấy công chuộc tội đấy. Thôi 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 thôi, thôi. Đừng có điều. Ủa gì vậy nè. Tôi thấy là hình như tôi đập ra các bạn ạ. Ok bạn. Ok ai đập ra không quan trọng. Quan trọng là được tôi gì. Ôi à ok à. Ui. Oh my god. Thấy rồi. Cổ vật lại quay về bên ta. Đấy các bạn thấy không. Người gọi là paro luôn. Gọi là may mắn thôi. Người paro luôn. Ôi ôi. Trời lại được thêm kim cương. Người paro luôn may mắn thôi bạn. Cổ vật lại quay về bên mình rồi. Thì chắc chắn là mình có fly rồi bạn. Ờ lại hơn mấy thêm kim cương. Đẹp trai luôn. Đẹp trai. Ôi trời ơi. Ok chúng ta có thêm thôi chắc là mình kiếm vũ khí rồi. Ui cái gì đây. Oh my god. Không cái này không được. Rồi ok bạn còn creeper. Ôi ôi creeper nó mạnh. Chạy. Lấy trên này đã bạn. Ui. Oh. Ê được beacon này. Beacon có ép được không? Ờ không ép được các bạn ơi. Trứng rồng. Nãy giờ tôi toàn đập lâu lâu mới được. Oh cái gì đây. Rồi ok. Ui. Poi được các bạn. Oh cái săn coi. Anh biết ai là mạnh nhất rồi lúc bạn. À ai là mạnh nhất à. Không. Thì anh mà đập từ đen đuổi á, đập đen đuổi ra ấy. Đúng, đúng sẽ gọi là mua cái Inca Apple bạn ăn vô. Vừa lấy mình còn trước kịp ăn cái quả táo đấy cơ. À chứ. Ồ, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Đúng rồi, anh đấy là có nguyên một set đồ còn gì nữa thanh niên. Ui, đúng rồi, nhiều đánh được anh ấy luôn. Đúng rồi, chả ai đánh được đâu. Ui. Em đánh được. Rồi, lúc đập nốt mấy cái này nó lúc đi chiến đấu được các bạn. Tính ra là mình có đồ đủ đánh rồi. Ui. Toàn đi thứ gì vậy? Ôi, có Yubi đâu rồi. Ok ạ. Rồi, Yubi đi rồi. Ồ, thêm một cái Nether Star cả đấy. Đúc vừa cho một cái Nether Star đấy. Trời, quá đá. Đâu, kim cương mà. Đâu, đúc được Nether Star mà. Ok bạn. Nhầm à? Ui. Ui, đi, anh này mạnh đấy nhờ. Ồ, một bí cân. Ok bạn, thôi. Đi chiến đấu rồi, tầm này. Thả lúc trước, đang có đồ phép thời kỳ. À, thì nhìn vành đồ ta. Không phải vanh đâu. Không phải tôi phải đi tìm cách trị khác các bạn ơi. Thì vanh thì nguy hiểm. Ui, ui nha, thế nên là có cả cái khu cái gì bị ôi thế nên từ đâu chui đâu ra đây. Nhận. Ui, ném hụt rồi. Ok, thôi xuống đây đánh nhau thôi. Nghe cũng có boy bạn. Ôi đánh nhau thôi. Ui, thế nên chạy như điên. Chạy như điên này. Tây nhiên là đánh. Ui, tài chứ. Ui, thế nên có gì không. Ui, chả có cái khí khô gì bạn ơi. Gì đây? Em làm gì đây? Anh em đây! Đánh núp là chắc chắn núp không có chết rồi các bạn ạ! Ui! Ui! Có kiếm đây rồi! Nào đánh nhau đi! Ui giời ơi! Anh em đây! Ui! Thôi không đánh nhau với thanh niên này đi chỗ khác nữa bạn ơi! Đánh mỏi tay lắm! Thanh niên này chắc là cũng có cái vật phẩm gì bạn! Nhưng không có fly! Không có fly! Đấy giờ đây! Kiếm lửa này! Nhưng không có fly!
Ui nào, kiếm này phá block nhanh thế nhở? À không, cái kia là block ấy bạn, nhưng cũng có fly. Trời ơi, anh lúc có xin gì đâu. Ủa mất giường chưa? Mất rồi. Ok, chưa kịp dùng cây kiếm nữa. Ui đấy, dùng đi. Dùng đi. Ui, ngày nay này lắm kim cương em biết dùng à? À lúc trước phí của trời. Đâu có là gì đào đâu. Quá là phí luôn các bạn thấy không? Ui trời ơi. Có đồ đào sao anh? Rồi ok, cho mấy nhìn đánh nhau. À, chứ nay giờ cái phí thật đấy chứ. Đống kim cương này các bạn nhìn thấy chưa? Ui giời. Nhiên lại có cái gậy để lùi. Người ăn không hết mà kẻ lần trắng da. Ui giời ơi. Cái mãi không có cái cúp à, chứ tôi, tôi thì là đáng ghét là. Ui. Chạy nhảy muốn phát qua nhà Zeno luôn. Lại lại được cái săn săn coi này bạn. Cái gì không? Ui giời, đống TNT luôn. Rồi. Đánh nhau đây. Đánh nhau đây. À thì như này. Ui giời, anh nhìn này có cái đồ gì đâu. Ai như thế này vừa lại cũng mất đồ giống mình mà. Có cái nịt. À, đúng có đánh xa lắm. Đúng có đánh xa lắm gì đâu à. Thế đâu có chạm được vào người đâu. Trời ơi không ơi. Ủa từ ai mình sao bên này làm cái cúp đá bạn này. Bình tĩnh thôi không có gì cả. Đấy ok bạn. Ui. À ai cái gì đây? Ai cho làm vậy ạ? Ôi trời ơi, thôi người ta lại bay lên trên rồi, mình có fly mà. Tính ra này có cách duy nhất để có fly là có cái bảo vật giống mình thôi bạn. Ôi trời ơi, không cả, tự nhiên nên nhảy xuống kia làm gì đây? Nên là tự ra à? Không nhảy qua được. À, chạy nhanh quá lon. Chạy nhanh mà. Bạn, đây. Để mình gọi là em này vào. Đấy, kiếm ngay làm ngay cái cúp bằng gỗ đã. Ủa nhưng mà vẫn thiếu ạ. Thả, nhìn cái đống kim cương bên nhà mới hình như là phí thế thôi. Phí thật. Quá phí đâu thể, nhìn nó phí không phải phí thật. Phí thật sự. Vành chạy nhanh lắm. Oh. Đây, Vành nhảy phát phí qua nhà Vino ạ. Không tới tiếp. Vành biểu diễn à? À, Vành biểu diễn các bạn. Vành biểu diễn à? Đi đây. Đó, sự thanh niên. Lần này sẽ tới à. À, thế Vino đây bạn. À, lần này xịn hơn à? Lần xịn hơn thôi rồi. Không sao, lúc đứng đây lúc đào mà lắp cái tia hơi cứng. À, tính là thần niên lúc coi kiếm giống em mà nhỉ? Đánh trả xin nhê thì luôn đã mua luôn đi đốc các bạn ạ. Ui rồi. Ôi rồi, ôi rồi, ok bạn ạ, thôi bây giờ ra đi ra. Solo với thanh niên vạch. Nhờ này. Đấy. Ôi tính là thần niên lúc có kiếm giống mình mà sao mình quấn chết. Không, lúc không phải mạnh do thanh kiếm đâu, mà lúc mạnh do cái bảo vật kìa, cái bảo vật gì đó. Rồi, bảo vật mặt trời hả? Bảo vật mặt thân mặt trời. Ôi, nhà này nhà ai đã? Ờ, nhà này quen mà, ok, đập rồi mà. Khang đập rồi, ok, bạn ơi, nhà anh bên kia chắc là Lapis phải không? Ủa, thế nên này vừa lấy không có ấy gì, sao bên kia kiểu gì đây? Game mode phải không? Chơi dơ phải không? Không, rồi, tôi nghi mà. Em đồng bia, tôi nghi nha, đâu rồi. Thấy chưa? Thấy cái gì, trời ơi. Ủa, lắm em bây giờ. Bày đi không bắt giường. Bày đi này. Bày đi với chúng tôi này. Ấy cái này không đào được bằng cúp các bạn ơi. Ê bày rồi thôi đi đào đá nó làm cúp đá đó. À chứ. Rồi ok bạn không sao. Đấy. Có gì đâu. Làm ngay cho mình cái cúp đá đã bạn. Bởi vì là mình bên kia là thanh niên bằng block vàng. Ui đào luôn cái lucky block rồi đi. À nghe lại qua bên này được rồi à. Ok. À, đứng đây thôi. Ủa. Nhờ, tính nhiên, là làm sao có thể chạm được vào người núp cái thuốc gì ấy. Ui giời ơi, chạm vào người mình làm sao được. Rồi. Cho làm đánh không đánh, không xin nghe đâu. Không. Ủa kìa, chết giờ. À đây bạn chế tạo, đây các bạn ạ. Có một anh có thể đánh xin nghe à, không, núp sẽ không động vào anh đấy đâu. Định dụ người ta. Rồi, người ta định dụ người ta vào gọi là đập vào anh đấy để nó mất đồ à. Còn lâu nhá. Trời ơi, nằm mơ đi. Ôi, mình không nên động vào mấy anh đấy bạn, mấy anh đấy dễ gây cho mình mất đồ bạn. Ồ, trứng rồng à? À, thế nhiên đập được trứng rồng. Chúng ta có thể đứng đây. Ra đứng đây. Ui. Làm TNT sợ lắm. Ra đứng đây và chúng ta có thể đập được giường luôn bạn thấy ghê không? Ôi, giời ơi, chúng ta đứng đây chúng ta đánh được vanh luôn bạn. Ok ạ. Tất nhiên đập giường rồi hả? Tất nhiên rồi, người ta đứng từ xa. Ai à. Trời ơi, đến mấy đánh thôi. Sao được mà. Chạy ngay. Trời ơi, nhạc lắm quý lửa. Ra đi anh. Uầy, đúng rồi, anh đến đây. Ra đi anh. Anh đến đây. Đúng rồi. Ra đi này rồi, đấy. Đúng rồi, để đúc đập hội thôi nhá. Để đúc triệu. Ờ, nhìn chết rồi sao. Uầy. Đây. Chưa, anh đi còn chạy kìa. Anh đến đây này, đây này, anh đến đây này. Vanh ơi, đây. Chính anh đấy cầm cái búa này. Ô. Đâu rồi. Ô, sao thanh niên đúc mất đồ ấy. Ơ. Mất đâu ra bị ngáo à. Ơ. À đâu ra. Ơ. Ơ, thanh niên bị ngáo à. Ơ, anh NPC thanh niên này tự nhiên cười mình các bạn ơi. Rõ ràng kia là NPC mà mình bảo sao thì nên cười. Đó, đánh con chạm vào người đừng lúc đầu. Ôi giời ơi.
Rồi các bạn. Đúng rồi, anh đấm đi. Ờ, một đấm này. Rồi ok các bạn ơi, anh ấy đã thay. Ui, tính ra cái thanh kiếm mình đánh như này không có suy nhê đâu nha. Chỉ có anh đấy mới trị rồi các bạn ạ. Anh ấy có quả dìu mà hồi nãy là mình cũng có đấy. 30.000 sức tấn công lận đấy các bạn. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái gọi là cuộc chiến sinh tồn với cái Lucky Block Inca siêu đen đủi này rồi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.